Chào tất cả các bạn và các em. Hôm nay chúng ta gặp nhau để giải quyết một số bài toán liên quan đến hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit cũng như là phương trình mũ và phương trình logarit có ứng dụng máy tính Casio vào việc giải nhanh chóng. Nhưng chúng ta không phải áp dụng Casio hoàn toàn vào tất cả các bài toán mà chúng ta phải có cái gì sáng suốt. Tức là với một bài toán thì chúng ta giải theo kiểu tự luận nhanh hơn hay là chúng ta sẽ giải theo máy tính Casio. Và các em nên nhớ rằng máy tính Casio không thể nào giải quyết tất cả các bài toán cho chúng ta mà nó chỉ giải quyết chúng ta một phần thôi. Thì qua chuỗi video này chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về các bài toán về phương trình mũ, phương trình logarit. Thì trước khi đi vào nội dung cụ thể, thầy sẽ có một số ví dụ mở đầu để chúng ta thấy được là Casio với lại tự luận thì nó bổ trợ cho nhau như thế nào. Chúng ta bắt đầu vào một số ví dụ. Chúng ta đi vào ví dụ số 1. Cho A bằng logarit cơ số 12 của 6 và B là logarit cơ số 12 của 7. Khi đó phân tích logarit cơ số 2 của 7 theo A và B. Thì bài này các bạn có thể là làm theo kiểu tự luận. Nhưng đối với dạng toán này chúng ta xử lý Casio thì như thế nào? Ở đây các đáp án A, B, C, D để cho các kết quả có sẵn nên chúng ta có thể kiểm tra như sau. Chúng ta gán logarit cơ số 12 của 6 vào A. Và chúng ta gán logarit cơ số 12 của 7 vào B. Khi đó logarit cơ số 2 của 7 chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng ta sẽ trừ cho từng biểu thức. Nếu biểu thức nào bằng 0 thì đó chính là kết quả của chúng ta. Đầu tiên A chia cho A trừ B. Như vậy là khác không? Chúng ta sửa lại. Một trừ B. Vẫn là khác không? Một cộng B. Khác không? B chia cho 1 trừ A. Bằng 0. Như vậy đáp án ở đây chính là đáp án D. Nếu có một A này chúng ta làm theo kiểu tự luận thì sẽ đôi khi chúng ta phải mất thời gian suy nghĩ và có thể sẽ không nhanh bằng chúng ta kiểm tra máy tính. Nhưng ví dụ như sang câu B chẳng hạn, cho logarit cơ số 10 của 3 bằng A. Ở đây không có ghi cơ số, tức là nó là cơ số 10. Khi đó logarit cơ số 10 của 900 bằng. Thì đây là một bài khá đơn giản, chúng ta không cần phải sử dụng đến máy tính Casio mà rõ ràng chúng ta có thể làm nhanh như sau. Logarit cơ số 10 của 900 thì rõ ràng nó sẽ bằng logarit cơ số 10 của 9 nhân cho 100, tức là cộng cho logarit của 100. Tới đây chúng ta thấy ngay 9 là bằng 3 mũ 2 thì chúng ta đưa số 2 ra trước thì còn lại logarit cơ số 10 của 3. Và phía sau log 100, 100 tức là bằng 10 mũ 2 thì ở đây đương nhiên là chúng ta 2 A cộng 2. Chúng ta chọn ngay đó là đáp án A B.
Nhưng nếu chúng ta thích thì chúng ta vẫn có thể là sử dụng máy tính để chúng ta kiểm tra. Nhưng nếu đáp án là 2 nhân cho A cộng 1 ở vị trí D thì khi đó chúng ta phải kiểm tra tới tận 4 lần hoặc chúng ta kiểm tra 3 lần, không phải chúng ta chọn ở D. Trong khi nếu chúng ta nhanh, chúng ta làm trực tiếp như thế này thì hoàn toàn chúng ta có thể thấy ngay được đánh số. Chúng ta qua ví dụ số 2. Gọi x là nghiệm của phương trình. Khi đó giá trị của 2 nhân cho x bình cộng 1 bằng. Ở đây gọi x là nghiệm của phương trình và người ta yêu cầu tính giá trị thì rõ ràng ở đây phương trình chỉ có một nghiệm duy nhất. Chúng ta thấy rằng đây là phương trình logarit khác cơ số thì việc giải nó không có hề là ngắn gọn, thì chúng ta sử dụng máy tính như sau. Phương trình này hoàn toàn chúng ta có thể giải được bằng theo kiểu tự luận, nhưng chúng ta nên sử dụng máy tính để chúng ta nhẩm nghiệm thì khi đó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Logarit cơ số 3 của x cộng căn x cộng 3 chúng ta bằng, hoặc là chúng ta chuyển tất cả về một vế đều được. Logarit cơ số 2 của x, chúng ta bắt đầu nhận nghiệm. Ví dụ chúng ta chọn x bằng 1, phương trình này có nghiệm là x bằng 4. Chúng ta thay vào 2 nhân cho 4 bình cộng 4, hoặc là ở đây giá trị số 4 nó đã nằm ở x thì chúng ta chỉ còn là 2x bình cộng 4 bằng 36. Đó chính là đáp án C. Phương trình này nếu theo đề bài này nó đúng thì không thể nào có hai nghiệm được, vì nếu có hai nghiệm thì rõ ràng 2x bình cộng 4 thì phải có hai đáp số, nên câu A chỉ có một nghiệm duy nhất x bằng 4. Chúng ta tiếp tục câu B. Ở đây chúng ta thấy cái dạng phương trình là chúng ta đưa về cùng cơ số 2 được. Đối với dạng toán này, nếu chúng ta phát hiện đây là đưa về cùng cơ số 2 thì chúng ta sẽ được phương trình bậc 2 theo loga cơ số 2 của x. Bấm máy giải phương trình bậc 2 sẽ giải quyết khá dễ dàng. Thì ở câu B này, thầy sẽ làm hai cách. Một, chúng ta sẽ làm theo kiểu tự luận. Và hai, chúng ta sử dụng máy tính Casio. Và mỗi người tự rút ra cái kinh nghiệm cho mình, xem thử là đối với dạng toán này thì chúng ta nên sử dụng Casio hay là chúng ta sẽ giải tự luận theo một cách nhanh nhất. Chúng ta bắt đầu. Ví dụ 2B lưu ý ở đây là logarit tất cả bình. Như vậy khi các số hạng chúng ta đưa ra thì chúng ta nhớ bình phương lên. Đầu tiên căn 2, đây là 2 mũ 1 phần 2. Mũ dưới chúng ta sẽ đưa xuống dưới, tức là chúng ta sẽ 1 chia cho 1 phần 2 tất cả bình. Ở đây 3 nhân cho logarit cơ số 2 của x. Tiếp theo 1 phần 2 là 2 mũ trừ 1
chúng ta đưa xuống dưới tức là trừ logarit cơ số 2 của x bằng 2 tức là trừ 2 bằng 0. Thì ở đây rõ ràng đây là một phương trình bậc 2 theo logarit cơ số 2 của x. Chúng ta thực hiện bấm máy. Với cái hệ số là 4, 3 trừ 1 là 2 và C là trừ 2. Đáp số bằng 1 phần 2 với lại trừ 1. Từ đây chúng ta kết được kết quả ngay x bằng 2 mũ trừ 1, 2 mũ trừ 1 tức là 1 phần 2, và x bằng 2 mũ 1 phần 2 tức là căn 2. x1 bé hơn x2 thì ở đây đây chính là x1 và đây chính là x2. Chúng ta cũng thực hiện khá nhanh để chúng ta có được x1, x2. Và khi đó chúng ta chỉ việc là thay 2x1 cộng cho 3x2 trừ 1 vào là xong. Thì chúng ta sẽ được đáp số đây chính là b căn 2. Đem nè. Như vậy rõ ràng bài toán này chúng ta làm theo kiểu tự luận cũng khá nhanh. Nhưng nếu chúng ta muốn sử dụng máy tính Casio thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ dựa vào nhẩm nghiệm như sau. Đầu tiên chúng ta nhập logarit căn 2 tất cả bình cộng 3 1 phần 2. Chúng ta chuyển tất cả qua bên trái trừ 2. Chúng ta bắt đầu nhẩm nghiệm xít sau. Chúng ta nhập giá trị của x để máy tính bắt đầu nhẩm nghiệm. Ví dụ thầy nhập bằng 1. Máy tính đã nhẩm cho mình một nghiệm là 1,4142. Bây giờ thầy sẽ gán cái nghiệm đó vào giá trị A. Tiếp tục, vừa nhẩm được một nghiệm thì bây giờ chúng ta sẽ chia tiếp cho x trừ a để loại bỏ nghiệm đó ra khỏi phương trình. Chúng ta chia cho x trừ a để loại bỏ nghiệm đó ra khỏi phương trình. Chúng ta tiếp tục nhẩm giá trị a đây chính là cái nghiệm vừa rồi. Chúng ta bấm tiếp tục, chúng ta chọn giá trị x, bây giờ thầy chọn 1. Bằng 0,5 tức là 1/2, thì chúng ta có thể gán giá trị đó vào b. Rõ ràng b bằng 0,5 bé hơn a là căn 2, thì b nó chính là x1 và a nó chính là x2. Thì chúng ta sẽ nhập là 2b cộng 3a trừ 1 bằng
chúng ta bắt đầu so sánh với các giá trị này thì chúng ta sẽ trừ tiếp, ví dụ như là trừ 3 căn 2 tôi thấy thay ngày bằng 0. Như vậy rõ ràng với cái làm kiểm tra đầu tiên chúng ta đã có số, nhưng nếu mà chúng ta trừ đáp án A không được thì chúng ta sẽ tiếp tục qua B, C hoặc là D. Chúng ta qua ví dụ 2C. Số nghiệm của phương trình này là thì bây giờ câu 2C thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Hoàn toàn máy tính Casio chúng ta có thể nhẩm nghiệm được, nhưng nếu để ý thì ví dụ 2C này thì thật ra đây chính là dạng đặt ổn phụ ở trong phương trình mũ. Chúng ta thấy 2 mũ x bình cộng 1, bên kia là 4 mũ x bình cộng 1, thì thực chất đây là phương trình bậc 2 theo 2 mũ x bình cộng 1. Thì chúng ta sẽ giải quyết nhanh như sau, rõ ràng nó sẽ tương đương. Hai mũ x bình cộng 1 bằng, và ở đây cũng tương tự, hai mũ x bình cộng 1 bằng. Chúng ta sử dụng máy tính, chúng ta bấm. Thay nói lại, đây là phương trình bậc 2 theo 2 mũ x bình cộng 1. Thì bây giờ chúng ta chỉ việc bấm máy tính, bấm giải phương trình bậc 2 với các hệ số ở đây là 1, trừ 9 với lại 8. Còn nếu bạn nào mà nhanh hơn nữa thì chúng ta nhận thấy đây là A cộng B cộng C bằng 0, một nghĩa là 1, một nghĩa là C chữ A, tức là 8 8 1. Rõ ràng x bình cộng 1 nó sẽ bằng bằng 0. Và cái thứ hai, đây là x bình cộng 1 sẽ bằng 3. Phương trình trên vô nghiệm và phương trình dưới chúng ta có được hai nghiệm. Như vậy tổng cộng chúng ta sẽ có hai nghiệm. Như vậy đây là DLP. Nếu chúng ta thay đổi, ví dụ ở đây là x bình, ở đây là x bình, thì rõ ràng bài này nó sẽ có ba nghiệm. Chúng ta làm theo kiểu tự luận này chắc chắn sẽ nhanh hơn là chúng ta sử dụng máy tính Casio để chúng ta nhẩm, bởi vì máy tính chúng ta phải chờ đợi rất là lâu, trong khi chúng ta làm trực tiếp như thế này thì giải quyết rất là nhanh. Lưu ý khi người ta thay đổi phương trình thì khi rõ ràng ở đây chúng ta có thể thấy là gì, là phương trình này hoàn toàn có thể là vô nghiệm, một nghiệm, hai nghiệm, ba nghiệm hoặc là bốn nghiệm đều có thể xảy ra nếu người ta thay đổi những giả thiết. Chúng ta tiếp tục ví dụ số 3. Là một ví dụ liên quan đến tính đạo hàm. Một, chúng ta tính đạo hàm trực tiếp ra, sau đó chúng ta thế giá trị vào. Hai, là chúng ta sử dụng máy tính như sau. Trong máy tính có tính năng tính đạo hàm. Đây chính là đạo hàm của hàm số x tại giá trị x bằng. Và một lưu ý là đối với bài toán tính đạo hàm như thế này thì đôi khi kết quả trả về nó là một số rất gần không,
chứ chưa hẳn nó là số 0. Thì cái số rất gần 0 đó thì nó cũng chính là kết quả của chúng ta. Thì chúng ta bắt đầu như sau. Chúng ta nhập hàm vào y mũ sin x. Ở đây chúng ta tính bằng pi chia 6, tức là chúng ta phải chuyển về radian. Hiện tại đây là chữ D, thì chúng ta bấm shift mode 4. Chúng ta bắt đầu nhập y mũ sin x, chúng ta nhớ đóng ngoặc lại. Ở đây chúng ta có thể chúng ta tiếp tục nhân cho căn của cos 2x. Ở đây chúng ta có thể là nhập x hoặc là chúng ta nhập thẳng vào b chia 6, hoặc là chúng ta sẽ nhập x. Chúng ta sẽ kiểm tra lần lượt các giá trị. Ví dụ đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra trừ cho trừ căn 6 y chia cho 5. Như vậy trừ với trừ là chúng ta sẽ thay bằng dấu cộng. Căn 6 y chia 5 trừ 0,2, rõ ràng là chưa phải. Chúng ta quay đáp án 2, trừ 2 nhân cho y mũ căn b chia 2. Trừ 5,7. Như vậy b chúng ta gọi c, trừ với trừ là cộng. Căn 6 y chia 4 trừ 9 nhân cho 10 mũ trừ 14. Thì ở đây 10 mũ trừ 14 tức là trừ 9 chia cho 10 mũ 14. Đây là một số rất gần 0. Bởi máy tính ta nó chỉ tính cho chúng ta gần đúng, chứ đôi khi chúng ta nó không có cho ta kết quả chính xác được. Như vậy ở đây chúng ta có thể xem số này như là số 0. Thì khi đó đạo hàm của hàm số x tại giá trị x bằng b chia 6 nó chính là đáp án C, là trừ căn 6 y chia 4. Nếu mà chưa tự tin thì thầy sẽ kiểm tra luôn xem vấn đề sau khi em thấy. Ở đây trừ với trừ thành cộng. Đó tương tự là căn 3 y nó nằm ở ngoài chia cho 2. Tương tự đối với câu BB, hoàn toàn chúng ta sử dụng máy tính để chúng ta kiểm tra. Nhưng mà nếu thích, chúng ta thấy câu BB khá đơn giản thì chúng ta có thể tính trực tiếp luôn. Ví dụ chúng ta có thể tính như sau. Đạo hàm bằng, ở đây là y mũ u, tức là y mũ u nhân cho u đạo hàm mà cos 2x đạo hàm thì nó chính là trừ 2 sin 2x nhân cho y mũ cos 2x. Theo loại, ở đây là y mũ u tức là y mũ cos 2x nhân cho cos 2x đạo hàm, mà cos 2x đạo hàm đó chính là trừ 2 lần sin x. Thì chúng ta thế b chia 6 vào,
thì hoàn toàn chúng ta có thể suy ra ngay được kết quả. Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng máy tính Casio chúng ta giải quyết. Chúng ta xong ba cái ví dụ mở đầu. Thì thật ra còn rất là nhiều cái ứng dụng của Casio giúp chúng ta giải quyết nhanh vấn đề, thì thầy sẽ đề cập ở những video sau. Thì cái một số ví dụ ở đầu đây để cho chúng ta thấy là gì, là chúng ta không nên quá phụ thuộc vào máy tính Casio, mà chúng ta nên tập trung vào tự luận kết hợp với Casio, và chúng ta nên nhìn nhận bài toán một cách sáng suốt nhất, chứ không nên tập trung 100% vào Casio. Trước khi đi vào ví dụ cụ thể, thầy sẽ dành ra 2 phút để báo cáo. Đầu tiên, các bạn có thể là truy cập vào kênh YouTube Toán cấp 3, click vào nút đăng ký để nhận những video mới nhất từ tác giả. Thì sau khi truy cập vào kênh YouTube, chúng ta có thể là click vào video để chúng ta tìm những video phù hợp với mình. Thì lấy đơn cử như chúng ta có thể là CBO, ứng dụng tỷ số thể tích, ứng dụng định lý Menelaus vào việc tính tỷ số thể tích của chóp, hay là quá trình xây dựng công thức tính nhanh thể tích của chóp. Ngoài ra, thầy có 15 bài tập trắc nghiệm hình học không gian hướng dẫn rất cụ thể. Đừng quên click vào nút đăng ký để nhận những video mới nhất từ tác giả. Chúng ta quay lại. Thì ở phần 1 này, chúng ta làm quen với hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logit. Thì ở những video sau, chúng ta sẽ giải quyết tiếp phương trình mũ, phương trình logit, và có ứng dụng máy tính Casio để chúng ta giải quyết nhanh. Và nhớ rằng, chuỗi video của thầy, thầy sẽ áp dụng cả 2 phương pháp. Một là chúng ta sử dụng máy tính Casio, và hai là chúng ta sẽ làm theo kiểu từ luận thông thường. Vì nhiều bài chúng ta làm theo kiểu từ luận, chúng ta nắm được vấn đề thì chúng ta sẽ giải quyết nhanh hơn rất là nhiều. Chúng ta bắt đầu câu số 1. So sánh. Thì đối với cái dạng so sánh này, chúng ta chỉ cần nhớ lại là cơ số mà lớn hơn 1 thì không đổi chiều, mà cơ số dương bé hơn 1 thì đổi chiều. Như vậy lớn hơn 1 không đổi chiều, bé hơn 1 chúng ta đổi chiều. Thì chúng ta sẽ có thể làm nhanh như sau. Đầu tiên chúng ta so sánh là căn 3 chia 3 với lại căn 2 chia 2. Thì đây, thầy lấy căn 3 chia 3 trừ căn 2 chia 2 để xem thử nó âm hay dương, để biết được thằng nào lớn, thằng nào bé. Rõ ràng, căn 3 chia 3 nó sẽ bé hơn. Ở đây, ở trên bé, ở dưới, dưới lớn. Ở trên bé, ở dưới lớn, tức là đổi chiều. Thì suy ra cơ số nó phải là bé hơn 1. A nó phải là bé hơn 1 và lớn hơn 0. Tiếp tục, chúng ta qua B. 3 phần 4 với 4 phần 5. 3 phần 4 trừ âm. Trên bé dưới bé, như vậy là cùng dấu, tức là không đổi chiều. Thì như vậy B nó phải là lớn hơn 1. Khi nãy mình cho là A bé hơn 1, B lớn hơn 1, suy ra đó là đáp án A. Như vậy chúng ta giải quyết rất là nhanh. Hoàn toàn nó không thể nào mà đến 1 phút được. Chúng ta qua câu số 2. Khi nãy đây cũng là 3 phần 4 và là 4 phần 5. 3 phần 4 bé hơn 4 phần 5. Ở trên bé dưới lớn thì suy ra A nó phải bé hơn 1. A bé hơn 1 thì chỉ có thể là B hoặc là D. Tiếp tục, 1 phần 2 thì nó sẽ bé hơn 2 phần 3. Trên bé với bé cùng chiều thì B lớn hơn 1. Câu 2B.
chúng ta chỉ mất khoảng 30 giây tính để giải quyết. Thì tương tự câu số 3 thì thầy sẽ dành để dành cho các em. Câu số 4. Ở đây căn 6 trừ căn 5. Căn 6 trừ căn 5. Rõ ràng là bí 1. Bí 1 thì chúng ta phải đổi chiều. Như vậy đương nhiên x nó phải bí hơn loga cơ số căn 6 trừ căn 5. Ở phía trên căn 6 cộng căn 5 trừ 1, x bí hơn trừ 1, đó là đáp án D. Ra qua câu số 5. Dạng lũy thừa với số mẫu hữu tỉ. Đối với dạng toán này, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng máy tính Casio. Nhưng mà thầy không có khuyến khích điều đó, bởi vì dạng này nó khá đơn giản, chúng ta chỉ cần nhớ thầy như sau. Là căn lòng căn thì chúng ta sẽ nhân số căn. Chúng ta có hai công thức chúng ta cần ở nhớ ở đây. Đó là căn bậc m của e mũ n thì cái số mũ này nó sẽ nằm trên và số căn nó sẽ nằm dưới, tức là e mũ n chia cho m. Và công thức thứ hai thầy cần các em nắm, đó là công thức này. Đây là thầy gọi nó là căn lòng căn, thì chúng ta sẽ nhân số căn. Như vậy nhân số căn tức là m nhân cho n. Ở đây là e, thì đương nhiên nó sẽ bằng e mũ 1 chia cho m nhân n. Thì đối với bài toán này chúng ta hình dung như sau. X phía trước nó sẽ là x mũ 1 phần 2. Như vậy chúng ta bấm 1 phần 2. X phía sau nó sẽ là x mũ 1 chia cho 3 nhân 2. Thì ở đây là cộng 1 phần 6 là bằng 2 phần 3. Câu 5 cho chúng ta ngay đáp án C. Như vậy rõ ràng câu 5 này chúng ta làm theo tự luận, chắc chắn nó sẽ nhanh hơn là chúng ta sử dụng máy tính Casio. Chúng ta thế giá trị x vào để chúng ta so sánh. Thì sau này có một số bài phức tạp thầy sẽ đề cập đến chúng ta sử dụng máy tính Casio sau. Nhưng mà đối riêng với bài này chúng ta nên làm theo tự luận, và thầy khuyên là chúng ta nên nắm được chắc những công thức để chúng ta sử dụng nhanh. Chúng ta đừng quá phụ thuộc vào máy tính Casio. Chúng ta giải quyết câu 6 như sau. Thì cái e đầu tiên nó là mũ 1 phần 2 nhân, như vậy ở đây là cộng số mũ. Căn lòng căn thì ở đây là 1 phần 4. Và ở phía sau 1 chia cho 2 nhân 2 nhân 2 là 1 phần 8. Bảy và tám, câu 6 là đáp án C. Câu 7, câu cuối cùng thầy sẽ để dành cho các em. Thì ở những video sau thầy sẽ có thêm nhiều ví dụ hay hơn nữa và vận dụng máy tính Casio sao cho hiệu quả nhất. Thì hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em học tốt.